Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay ta sẽ giải bài tập toán lớp 1 cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 36, em ôn lại những gì đã học. Bài số 1 tính nhẩm 1 cộng 3 là bằng là 4. 10 ra cộng 0 là bằng 10. 10 ra trừ 6 là bằng 4. 4 trừ 1 là bằng 3. 9 ra trừ cho 4 là bằng 5. 2 trừ 2 là bằng 0. 5 cộng 4 là bằng 9. 7 cộng 3 là bằng 10. 8 trừ 0 là bằng là 8. Bài số 2, viết phép tính tích hợp với mẫu tranh vẽ. Rồi, cái này thì chúng ta thấy là không phải chạy đi, không phải chạy đi, thì cái này thì trên dạng là dấu cộng, thì đây là một nhóm và đây là một nhóm. Nếu như chạy đi á, thì là dấu dấu trừ, còn nếu như kiểu như vậy là chạy tới hoặc là đứng kiểu như thế này thì nó là cộng lại. Cái nhóm này là ba con. Rồi. Ta cộng với cái nhóm này là ba con, như vậy là bằng là tổng cộng là 6 con. Cái này rớt xuống là trừ nè, được không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 trái mà ta trừ cho 3 trái rớt xuống, như vậy trên còn lại là 6 trái. Rồi cái dạng này thì cộng được không? Cộng 1 2, cái nhóm này là 2, cái đĩa này là 2 trái, ta cộng với lại cái đĩa này kia là 4 trái. Như vậy là bằng là 6 trái. Rồi cái này bỏ đi là trừ nè, như vậy 1 2 3 4 con. 4 con mà hai con này bỏ đi là trừ cho 2, vậy còn lại hai con đang đứng ở đây. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3, nối theo mẫu. Rồi cái này là cái này chồng lên đây. Nó là cái kiểu này. Cái này là một cái khối hộp chữ nhật và này là khối lập phương. Đó. Vậy là hai cái này, hai cái này, hai cái. Rồi. Cái này là hai cái dựng đứng lên. Chúng ta thấy bên này có cái nào nó giống giống cái này. Đây, hai cái này, cái này dựng đứng nó giống cái này. Thì bên này nó là hai cái này, nè, hai cái này. Cái này là cái hai cái hộp này và cái này. Thì chúng ta thấy cái nào nó đây, đây nè, hai cái này nè. Nhưng mà chúng ta sẽ chọn cái này trước đã. Như vậy cái này vào đây, cái này là qua đây nè. Rồi cái này là hai cái dài và một cái ngắn, cái này ở đây, này qua đây. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. 7 này 5 2, 2 phép cộng và 2 phép trừ. Con số 7 là số lớn nhất, người ta họ làm bự bự nè, được không? Giờ ta lấy 5 nè, ta cộng với 2 nè bằng 7 nè. Ta đảo lại, ta lấy 2 ta cộng với 5 là bằng 7 nè. Rồi ta lấy 7 nè, ta trừ cho 2 là bằng 5 nè. Ta lấy 7 nè, ta trừ cho 5 là bằng 2 nè. Bài này 6 ta cộng với lại 4 là bằng là 10. Rồi 4 ta cộng với 6 là bằng 10. Rồi ta lấy 10 ta trừ cho 4 là bằng là 6. Ta lấy 10 ta trừ cho 6 là bằng là 4. Bài này là con số 6 ta cộng với con số 2 là bằng là con số 8. 2 ta cộng với 6 là bằng là 8. Rồi 8 ta trừ cho 2 là bằng là 6. 8 ta trừ cho 6 là bằng là 2. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Viết phép tính tích hợp với mẫu tranh vẽ. Rồi cái này là trong này chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 4. Ta cộng với này là 1 2 3. Cộng này là 3. Rồi ta cộng với cái này là 2. Như vậy là bao nhiêu đây? 4 cộng 3 là 7. 7 với lại 2 là bằng 9. Rồi bài này là dạng trừ nè. 10. 10 ta trừ lúc đầu là hai con đi nè. Trừ cho hai con đi trước nè. Rồi ta trừ tiếp cho 1 2 3 4 5 con nè. Ta trừ cho 5 con nè. 10 ta trừ cho 2 là bằng 8. 8 ta trừ tiếp cho 5 là còn lại là 3 con. 3 con đây. À, 1 2 3. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả.
Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.